anh Trinh Tấn Hiệp ơi, em là Trinh Tấn Lực, em của anh đó. Thôi giờ anh đi đâu về có thấy được cái video này á thì anh về đi. Mẹ nhà bà nhớ anh lắm rồi, bà giờ bệnh dữ lắm, tóc bạc trơn rồi, giờ kiếm anh không được, bà không ngủ nghe gì được trơn á. Thôi anh về với mẹ đi, ngủ nghỉ với mẹ đi, còn qua chuyện kia qua rồi thì để nếu nợ nàng quá thì từ từ trả, đừng nghĩ tới vụ nợ nữa. Địa đó thì anh em mình xúm xích nhau từ từ ở với mẹ rồi trả nợ từ từ chứ có gì đâu. Anh coi thấy được thì anh về, tội mẹ tội nghiệp mẹ. Mẹ giờ trông anh ngủ nghe không được, bệnh quá rồi đó. Dạ em mến chào cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình tìm kiếm người thân của anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương. Dạ thưa cô chú anh chị thì ngày hôm nay anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải lại tiếp tục làm chương trình tìm kiếm người thân cho em trai ở một tỉnh rất là xa ở miền Tây sông nước để về Bình Dương. Nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đi tìm kiếm một người anh, và câu chuyện như thế nào thì em xin phép mời tất cả cô chú anh chị hãy cùng lắng nghe theo dõi hết video này. Dạ xin phép xin mời cô chú anh chị. Xin phép chào em trai nhé. Dạ chào anh. Em có thể giới thiệu em tên là gì? Dạ em tên là Trương Tấn Lực. Em quê ở đâu? Dạ em quê ở Kiên Giang. Hôm nay là em về đây, là dạ. Về Bình Dương. Dạ. Em nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải là tìm kiếm anh trai cho em đúng không? Dạ. Là em mới xuất phát là ở quê lên đây luôn hay sao? Dạ em xuất phát ở quê lên. Em đi hồi nào? Dạ em đi hồi hôm qua. Là khuya em tới chỗ mà vợ em đang làm ở Bình Dương đây nè, ở Phú Chánh anh. Rồi em mới liên hệ với đội hiệp sĩ anh Hải. Rồi anh Hải mới cho em là cái địa chỉ với là 7 giờ bữa nay hôm nay gặp anh Hải ở đây. Đó. Em đi từ quê lên đây mấy tiếng em? Dạ em đi bắt xe khách đi từ dưới quê lên đây tầm khoảng 6 tiếng mấy, 7 tiếng đồng hồ anh. 7 tiếng ha. Dạ. Với tâm nguyện là đi tìm anh trai. Dạ đúng rồi anh. Em có thể chia sẻ cái câu chuyện về anh trai của em, xin phép mời em. Dạ là anh em nay tên Trương Tấn Hiệp. Năm nay anh của em 35 tuổi. Hồi lúc từ cấp ảnh còn đi học cũng làm cũng bình thường vậy đó. Anh cũng có qua đi xuất khẩu lao động bên Nhật về. Sau rồi thời gian cái đầu ảnh về ảnh rồi đi nữa rồi mà trong gia đình thì cũng lo cho ảnh đi. Nhưng mà lúc mà lo cho ảnh đi thì có cũng lo cho ảnh ăn học trên ảnh sống trên Hữu Đức quận Gò Vấp Hữu Đức Gò Vấp bên Sài Gòn á. Rồi lúc đó em thì ở nhà với mẹ, em đi đó em thì đi ghe. Thì nói anh chịu đi thì cho anh đi đi. Nhưng mà thời gian đó cho anh đi mà anh không có đi. Cái đầu mẹ mới biết anh không đi, với mẹ mới kêu anh về. Về hỏi lúc đó là không đi làm gì. Anh nói anh cũng làm gì đó, bị người ta lừa gạt gì đó hết mấy trăm triệu gì đó. Mấy trăm triệu cơ. Dạ đúng rồi. Rồi cái nhà cũng đâu có tiền đâu anh. Mới đi hỏi mà mấy anh em bà con cô bác gì nè. Đặng cho đưa tới đóng tiền cho anh học đi, mà thôi ảnh tin lời người ta cái bị người ta gạt mấy trăm triệu. Ngày mẹ em nói bắt về thì một thời gian thì có phát hiện ảnh là giống có cái giới tính thứ ba vậy đó. Bắt về xong cái đầu ảnh đòi lên đây làm với em. Thì lúc đó vợ chồng em còn mằng với Bình Dương này. Nó nói thì lỡ vậy rồi thôi, chuyện nào nó qua thì cho nó qua. Thôi lên đây đi mằng phụ hộ với em đi, lo cho mẹ. Tại vì cha mẹ em thì cũng thôi nhau rồi, chỉ còn ở với mẹ thôi. Lúc cái ảnh lên đây làm, kiểu như ảnh làm vẫn đi xin việc làm cho làm, nhưng mà làm một hai ngày cái tự nhiên ổng cũng không chịu làm nữa. Ổng đòi kiếm công ty khác. Thì lúc đó là mới suy nghĩ ra ổng có giới tính thứ ba đó. Rồi mẹ mới bắt về nhà cũng về nhà, ổng cũng có bạn bè ở đâu chạy lại cũng chở ổng đi chơi hoài. Mẹ em thấy vậy nó mới không cho ảnh xài điện thoại nữa. Giấy tờ tùy thân mẹ em giữ hết. Là chỉ sợ ảnh có điện thoại liên lạc với mấy người bạn xấu anh. Rồi không nghe lời mẹ, rồi mẹ mới lấy điện thoại lại. Ảnh ở nhà cũng nói chuyện bình thường vậy á. Ảnh hiền khô nào giờ không có gây cắn hay là gì á, ảnh rất là hiền. Nhưng mà từ khi đó tới giờ cái làm như là bị người ta lường gạt hay sao, cái đầu cái tâm trạng của ảnh không có được suy nghĩ thoáng như hồi đó nữa. Anh cũng học cũng giỏi lắm. Anh học giỏi lắm. Bây giờ em cho anh hỏi này, là anh trai của em trước kia là đi Nhật lâu chưa? Dạ anh đi Nhật được 3 năm. 3 năm ha. Dạ.
là xuất khẩu theo lao động nhà nước đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, xuất khẩu theo lao động nhà nước. Và khi đi về thì số tiền đấy là đưa cho ai? Anh đi mặn một tháng hơn, anh gửi về cho mẹ trả nợ. Với mà lúc mà ba mẹ em thôi ra là mẹ em không có chịu ở trong bên nội nữa. Mới cái số tiền anh gửi về đó thì có các cái nhà ở về ngoại, các cái nhà ở. Thì lúc đó nhà ở thì anh em cũng xúm xích ở với mẹ không à. Ba thì ổng cũng ở bên nội. Anh em cũng còn tới lui thăm ba gì đó. Vậy bây giờ anh hỏi này, vậy là anh trai em đi Nhật về dư được nhiều không? Dư rồi chắc cũng không có dư gì nhiều đó anh ơi. Tại vì mằng đủ tiền như cấp lo cho anh học, lo cho anh ăn. Với lại cái tiền đi xuất khẩu. Đúng mà. Rồi. Vậy là cái số tiền mà thời gian gần đây mà anh trai em tiếp tục để mà mẹ cho đi học đó, dạ, mấy trăm triệu đó là không phải tiền của anh trai dư ra hả? Dạ không anh. Ồ, vậy là mẹ phải đi vay mượn. Dạ mẹ phải đi vay mượn. Buồn ha. Và cuối cùng thì số tiền đấy là anh trai không có đi học gì hết? Không đi học gì hết. Số tiền đấy đi đâu? Ảnh hỏi ảnh lần đầu thì em hỏi với mấy dì hỏi thì ảnh không có nói. Rồi mẹ mới lại kêu ổng ngồi nói chuyện, rồi mẹ nói chuyện với mẹ, ông mẹ khóc á. Ổng mới nói thật là con cũng nghe lời người ta đầu tư vô cái gì đó. Đầu tư vô gì? Đầu tư vô cái gì em cũng không có biết nữa. Mà nghe nói đầu tư với cái ông đó, ông đó là cũng người Nhật á. Rồi sao mà bị thằng đó cái đầu tư cái em đó có biết sao? Cụ thể con số là bao nhiêu tiền không? Như là 300 trên 300 triệu. Trời anh. Trời ơi, trên 300 triệu. Dạ. Một số tiền rất là lớn. Dạ. Vậy là bây giờ nợ nần là mẹ gánh hết rồi. Nợ nần giờ mẹ gánh hết. Trời ơi, tội nghiệp mẹ dữ à. Nghĩ bằng lúc hồi đó thôi ba ra thì cũng còn một số nợ nữa. Con cái thì xúm nhau thì mằng nuôi mẹ với lo cho nợ cho mẹ thôi. Nhà em mấy người con? Dạ bố anh em. Anh này là con thứ mấy? Dạ anh thứ hai. Là con đầu? Dạ. Có gái không? Dạ em thứ ba, còn hai đứa em gái nữa. Hai đứa em gái à. Vậy là bây giờ là mẹ lo gia đình cho bốn anh em hết, còn mấy anh đầu này là chưa có gia đình. Dạ đúng rồi. Còn hai em gái kia vẫn có gia đình hết rồi. Dạ. Ha? Vậy là yên bề ra thất hết rồi. Dạ. Còn anh này thì hiện tại như em chia sẻ rằng là anh là thế giới thứ ba, là anh thích con trai ha. Cái điều đó nó cũng rất là bình thường, không có gì hết. Dạ. Khi mẹ biết được là cái giới tính của anh thì mẹ như thế nào? Mẹ la anh này hay sao? Không, mẹ cũng nói vậy. Mẹ nói với em là anh mày làm như là nó có cái giới tính đó rồi phải ơi. Thế em nói đời giờ cũng bình thường thôi, mà kiểu như ổng đừng chơi với mấy người xấu tập tụ này nọ, đừng liên quan tới luật pháp nhà nước là được à. Cái lần mà anh trai của em báo tin về rằng đã bị lừa hết số tiền mấy trăm triệu thì lúc đấy mẹ có la không? Mẹ hả? Mẹ không la, mẹ khóc mà chứ không có la. Mẹ khóc hả? Dạ. Mẹ khóc, mẹ tiếc. Dạ. Thứ nhất là tiếc tiền, thứ hai là cái công sức của mà mẹ đưa vô đó đó, trông cậy vào ảnh đó. Chứ ở quê anh làm mẹ thất vọng. Ở quê bây giờ mà để kiếm ra số tiền như vậy thật sự rất là cực khổ. Mà dạ, tích góp biết bao nhiêu năm. Mà cái lần này là mẹ kỳ vọng rằng cái tương lai của con đi tiếp tục Nhật lần hai này để về để khác hơn. Dạ. Nhưng mẹ lại thất vọng. Bởi vì mọi thứ làm cho mẹ đều hụt hẫng hết. Dạ. Và từ khi nào thì bắt đầu là anh trai của em bỏ nhà đi? Từ tháng... Khánh ơi. Tháng 2 anh. Mà anh nhỏ cái loa với. Tháng 2. Là tháng 2 năm qua Tết, mùng 8, mùng 9 tháng 2 năm 2023. Là lúc đó vợ chồng em với anh em xúm về ăn Tết xong. Là anh hai em vẫn ở nhà. Cũng có dắt ảnh đi núi đặng cho cái tâm trạng của ảnh thoải mái anh. Mình đi núi ở đâu? Em đi núi ở Chi Tô Măng Giang á. À. Núi Cấm á. Rồi, núi cho tâm trạng của ảnh thoải mái lại. Thì dẫn anh đi núi về xong thì bữa sau cái em đi lên Bình Dương em làm. Qua bữa sau lên trên này thì ở trên với mẹ em điện lên nói anh mày nó bỏ nhà đi rồi. Dạ lúc đó là anh đang ở dưới quê. Dạ đúng rồi. Bỏ nhà đi. Khi đi thì anh trai em có mang theo thứ gì không? Giấy tờ mẹ em giữ hết. Điện thoại mẹ em cũng giữ luôn. Còn chỉ mang quần áo, có mang xe cộ đi không? Dạ không, anh đi bộ. Bữa đó đi mẹ em nói đi bộ. Anh quặng cái áo màu xanh với quần xanh anh. Trước cái ngày mà anh bỏ đi thì giữa gia đình có mâu thuẫn gì không? Dạ không. Hai mẹ con có trục trặc gì không? Dạ không. Không có gì chơi. Dạ. À. Theo như bản thân em lần đó anh đi là vì lý do gì? Anh đi vì điều gì? Em đoán như là kiểu như cũng có, nếu mà ổng có giới tính đó sợ bạn bè rủ ghê.
ta đang ở ngoài này hay gì đó, mày lội ra đi, rồi có gì chắc tao ở với tao, chắc anh nghe lời ngủ ghê của bạn bè anh mới đi á. Trước giờ có anh trai có dẫn nhiều bạn bè về nhà không? Dạ cũng có. Có nhiều, có mấy ông ở đâu trên Sài Gòn này xuống nữa. Nhưng mà người cùng giới hay sao, hay là ý là có kiểu giới tính thứ ba không, hay là như thế nào? Bữa hổm như mà nghe mẹ em nói có, cũng có một hai người có giới tính thứ ba nữa đó. Đúng rồi. Tại vì sao? Tại vì giới tính thứ ba thì thường là chơi với giới tính thứ ba. Dạ. Mà cái điều đó rất bình thường, không có sao hết trơn á. Và lần đi cho tới nay rất lâu rồi ha. Dạ. Gần năm trời rồi. Gần năm trời rồi. Mà cũng mẹ em cũng có đi ra ngoài Gạch Giá đồ, cũng nhờ người ta kiếm, tại vì cái hướng của anh lội ra là anh lội ra Gạch Giá. Từ em ra Gạch Giá tầm là 24-25 cây á. Mà anh đi bộ. Mẹ em đồ ổng ra Gạch Giá chắc không có giấy tờ, không có ở đâu xa được. Cũng đi kiếm ổng trong vòng từng lễ tháng gì đó. Mà không có thấy ổng. Sự việc này mình đã trình báo cơ quan chức năng ở nơi địa phương em chưa? Dạ rồi luôn á anh. Báo rồi, báo công an rồi đúng không? Dạ. Mà chưa thấy phản hồi gì hết. Thì từ từ chứ em. Cái này đâu phải đơn giản đâu nhá. Cứ phải tuân thủ luật pháp, mình báo là được rồi nhá. Vậy là trong quá trình gần một năm trời là anh không liên lạc về luôn? Dạ không liên lạc về luôn. Dạ không ai liên lạc được cho anh luôn? Dạ không, tại vì nếu mà anh có điện thoại thì liên lạc cho anh được, mà này anh đi anh không có biết liên lạc gì cho mẹ luôn. Mẹ từ cấp mà đó, từ cấp đó giờ mẹ em xuống luôn, bệnh hoài luôn, đi đứng đâu nổi đâu. Vì bởi vì em mới mà nhờ lên các anh Hải bên Nam Băng mà hiệp sĩ Bình Dương nè hỗ trợ giúp kiếm anh của em, cho gặp anh của em, đặng cho anh về nhà cho mẹ coi trong mẹ được rồi. Còn chuyện gì khác thì để tụi em lo, anh chỉ ở nhà với mẹ, Vũ Hỷ với mẹ, trong mẹ thôi, mẹ giờ yếu lắm rồi. Trong quá trình gần một năm trời, gia đình mình đã đi tìm kiếm anh trai mình ở nơi nào rồi em? Dạ Bình Dương này cũng có. Chỗ nào ảnh thường đi thì cũng có tìm rồi. Vậy là có bên huyện Hữu Đức là em không gành. Rồi Giáp em không gành, cái gì em chưa qua kiếm. Vậy là mình nghe tin tức anh trai ở đâu là mình đi tới đấy. Dạ. Mình đi cũng rất nhiều nơi. Dạ mấy chỗ mà ảnh ưa ở trọ anh. Đến mà lúc mà em mà đi biển không có ở nhà, vợ em đi ên kiếm luôn. Trời ơi. Vợ em á là đi ên kiếm luôn, mẹ em đi đâu được đâu. Bắt buộc vợ em đi, vợ em thì nó gái đâu có biết chỗ nào đâu, thì người ta chỉ đâu. Đúng gửi định vị đâu, chỉ đó à, đi đó à. Cũng hên là không có chuyện gì xảy ra, nhiều khi gặp mấy người lường gạt á anh. Đúng rồi, chính xác em. Đó, người lường đúng gạt rồi. Không có gì nhờ hên là không có chuyện gì xảy ra hết. Đúng rồi em nói rất đúng. Vậy là gia đình nhà mình cũng đi tìm kiếm khắp nơi rồi. Dạ. Mòn mỏi rồi. Dạ. Không có một cái tin tức hy không vọng có tin tức gì hết. Và cái tâm nguyện của mẹ cũng như của em, của gia đình nhà em là mong muốn sớm tìm được anh trai về. Dạ. Trên cái video này em có cái tâm nguyện, có cái điều gì muốn nhắn gửi tới anh trai, mời em tâm sự chia sẻ với anh trai em đi. Gọi tên anh trai ra. Dạ anh Trinh Tấn Hiệp ơi, em là Trinh Tấn Lực, em của anh đó. Thôi giờ anh đi đâu về có thấy được cái video này á thì anh về đi. Mẹ nhà bà nhớ anh lắm rồi, bà giờ bệnh như lắm, tóc bạc trơn rồi, giờ kiếm anh không được, bà không ngủ nghe gì được trơn á. Thôi anh về với mẹ đi, Hữu Hỷ với mẹ đi. Còn qua chuyện kia qua rồi thì để nếu nợ nần quá thì từ từ trả, đừng nghĩ tới vụ nợ nữa. Địa đó thì anh em mình xúm xích nhau từ từ ở với mẹ rồi trả nợ từ từ chứ có gì đâu. Anh coi thấy được thì anh về, tội mẹ tội nghiệp mẹ. Mẹ giờ trong anh ngủ ngay không được, bệnh quá rồi đó. Thật sự đây là một câu chuyện rất cảm động. Và cái tình đoàn kết của anh em, của gia đình nhà em rất tuyệt vời. Bản thân em là một người em trai, tới giờ phút này cũng có gia đình rồi đúng không ạ? Dạ. Mà em nay em vẫn bỏ hết, nói chung tất cả mọi thứ để về đây tìm anh trai. Thì anh rất ngưỡng mộ cái tinh thần đoàn kết của gia đình nhà em, cái tinh thần anh em ruột thịt rất nhiều. Bởi vì cũng như hoàn cảnh như em, rất nhiều gia đình khác, anh em nói chung là không như em đâu, bỏ luôn. Đó là những câu chuyện mà anh đã từng chứng kiến, tận mắt anh chứng kiến anh thấy. Và cũng có những cái câu chuyện về mẹ già đi tìm con, cũng đẻ 5-6 đứa con ra, nhưng mà 5-6 đứa con thì phất lờ, bỏ mặc mẹ già. Anh đã ghi nhận rất nhiều trường hợp. Nhưng mà tới cái gia đình nhà em thì anh rất ngưỡng mộ cái tinh thần mà anh em đoàn kết với nhau. Cố gắng nha, mình phải luôn duy trì cái đấy. Dạ. Anh em là phải thương nhau, thương yêu nhau nhá. Nói chung cái câu chuyện của em thì thật sự rất là buồn. Bởi vì gia đình nhà em nói chung thì
ba với mẹ hạnh phúc cũng không được trọn vẹn ha. Các con thì mong muốn rằng là ba mẹ hẳn gắn lại, đúng không ạ? Nhưng cái duyên, cái số, cái tình duyên của ba mẹ thì đến đấy thôi, thì biết sao giờ. Mình cứ hoàn thành cái trách nhiệm, cái bổn phận làm con, mình vẫn thương cha thương mẹ, dù cha mẹ có chuyện gì đi nữa thì cha vẫn là cha mà mẹ vẫn là mẹ. Đúng không ạ? Mình phải yêu thương cả hai người. Bởi vì nhờ cha mẹ mới có mình ngày hôm nay ha. Thì cái tâm nguyện của em thì em cũng đã chia sẻ rồi, thì anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải sẽ cố gắng hết sức giúp em. Hy vọng một ngày gần nhất anh trai của em sẽ sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Dạ, em cũng em cũng cầu mong cho mấy anh kiếm được anh hai của em, cho đặng này là cho anh hai em về nhà. Em cảm ơn mà anh em bên anh Hải sĩ Bình Dương rất là nhiều ạ. Hy vọng rằng anh trai của em sẽ xem được video này. Dạ. Sẽ thấy được cái câu chuyện của em, thấy được người em đi tìm người anh, để mà anh trai của em suy nghĩ lại, có thể sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Còn nếu cái trường hợp mà tới giờ phút này anh trai của em đã gặp một vấn đề gì khó khăn khúc mắc, thì cũng hy vọng anh trai hãy nhanh chóng liên lạc về với gia đình, báo tin trước nếu mà chưa về được, để gia đình mẹ cũng như là anh chị em trong nhà yên tâm hơn. Dạ thưa cô chú anh chị, thì đây là một câu chuyện phải nói là rất là nghẹn lòng. Thì rất hy vọng rằng tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ. Hy vọng một ngày gần nhất thì để cho gia đình em trai này được đoàn tụ bên nhau. Và nếu cô chú anh chị nào có thấy anh trai như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như là khuyên anh trai sớm quay trở về đoàn tụ chăm sóc mẹ già, cũng như là đoàn tụ với anh chị em trong nhà. Thì toàn bộ câu chuyện của em hôm nay về đây chia sẻ nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để đăng lên khắp các trang mạng xã hội, để với mục đích chính là tìm người thân, tìm anh trai. Thì em có đồng ý không? Dạ. Em có đồng ý cho tất cả các anh em đăng lên khắp các trang mạng xã hội để tìm anh trai? Dạ, em đồng ý ạ. Đồng ý ha. Dạ, em cũng cảm ơn cộng đồng mạng rất nhiều, cộng đồng mạng chia sẻ mạnh giúp em kiếm mà anh trai em về, em cảm ơn rất nhiều ạ. Em có cái lời nào em muốn chia sẻ, em lấy cái câu chuyện của gia đình nhà em để em chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị một cái điều gì đấy để cảm nhận về ý nghĩa gia đình, ý nghĩa cho cuộc sống? Dạ có. Mời em. Hồi lúc mà kiểu như anh em á, anh em gia đình á, kiểu như hồi đó anh cũng làm em rất là buồn. Nhiều lúc mà 1-2 tháng thì em cũng không nói chuyện với anh em nữa. Nhưng mà anh em thì một máu mủ đâu có bỏ được. Cỡ nào thì cỡ, nếu mà anh chịu làm lại làm, em sẽ cho anh đi làm, dắt anh đi làm. Anh em nương tựa lẫn nhau, giờ chỉ còn chỉ có anh em với mẹ thôi. Giờ chủ yếu là anh em xúm xích lại mằng ở với mẹ, mẹ giờ không cần gì hết, cần anh em thương nhau à. Anh có thấy được thì anh về đi. Còn với anh em mình xúm xích ở lại nuôi mẹ. Bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn rằng các con của mình phải thương yêu lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau. Đó là cái điều mà cha mẹ mong muốn nhất. Và cha mẹ luôn mong muốn rằng các con của mình được khỏe mạnh, đúng không? Đó là cái điều mà cha mẹ nào mong muốn hết. Không cần phải các con phải đi kiếm thật nhiều tiền về cho cha mẹ, không cần phải là phải là con này phải mang tiền về cho mẹ thế này thế kia, mà ba mẹ chỉ cần các con có cuộc sống thật là tốt, anh em hòa thuận. Đúng rồi, anh em hòa thuận, yêu thương lẫn nhau, khỏe mạnh là cha mẹ vui rồi. Cha mẹ nào cũng thế. Cho dù bây giờ em có giàu như thế nào đi chăng nữa, em đi làm ăn xa nhà đi, lâu lâu em ví dụ chẳng hạn như tháng em gửi về 5-10 triệu đi, không bằng một cái người mà con một tháng về thăm mẹ một lần đâu. Cha mẹ bây giờ không cần tiền mấy đâu. Cha mẹ già rồi xài được bao nhiêu nữa đâu. Cha mẹ chỉ muốn nhà luôn luôn là sum vầy, gia đình sum vầy, nhìn thấy các con thật sự luôn ấy. Những người con xa quê thật sự thì những người con xa quê thì luôn luôn có một cái nỗi lòng, bởi vì cái cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền nên những người con xa quê chưa có một cái điều kiện, cái khả năng để về thăm nhà cũng như là thăm mẹ. Bởi vì bây giờ còn thăm mẹ được bao nhiêu lần nữa đâu. Đúng không? Con thì cứ miệt mài kiếm tiền, mà mẹ thì ngày càng già đi mà. Mỗi một mùa xuân là tuổi mẹ càng già, ngày xa các con nói chung là càng gần. Bản thân anh cũng như tất cả những người con xa quê thì luôn luôn là hướng về quê nhà, luôn luôn hướng về gia đình. Nhưng vì cái nói chung là về một số lý do về cuộc sống, về mưu sinh, không riêng gì anh mà tất cả những người con xa xứ đều vậy thôi. Rất mong muốn là có bữa cơm gia đình. Cũng giống như em là em đi làm ở Bình Dương đi,
em ăn cơm ở đây là anh nói thật luôn là ăn cơm cho có ăn để mà làm thôi đúng không? Thậm chí lùa vội chén cơm để cho kịp giờ làm cũng như về nhà ăn cho có thôi. Còn cái bữa cơm gia đình nó hoàn toàn khác em ạ. Khác anh. Khi Tết nhất em về hoặc ngày có công có việc của gia đình hoặc em về thăm quê, cơm mẹ nấu. Mặc dù nó không cần phải thịt cá như ở thành phố đâu, dưa cà thôi, nhưng mà ngồi quây quần gia đình vui không? Ăn uống này rôm rả những câu chuyện, rồi gia đình sum họp, thấy rất là vui đúng không? Đặc biệt là những ngày Tết đúng không? Dạ em ăn gì ăn chứ em rất là nhớ cơm của mẹ em nấu. Ai cũng như em hết á, những người con xa quê ai cũng vậy hết á. Nên mà chúng ta tất cả các bổn phận làm con chúng ta, còn mẹ còn cha thì phải biết trân trọng, phải biết cái công lao của mẹ, phải luôn nhớ về mẹ, nhớ về cha. Nhờ có mẹ có cha chúng ta mới có ngày hôm nay. Còn nếu mà con cái mà không nhớ đến cha mẹ thì hỏng mà. Đó là hỏng, cho dù là có thành tài cỡ nào, có giàu có cỡ nào, có thành ông này bà kia cỡ nào mà không nhớ về cha mẹ, không biết cái công ơn của cha mẹ thì thật sự phải nói một câu là vứt, hỏng luôn. Đó là cái điều mà bản thân anh muốn chia sẻ thôi. Anh muốn gọi là anh muốn cùng tâm sự với em thôi. Bởi vì anh thấy em là một người có hiếu, có tình anh em. Gọi là tâm nguyện của em thì anh thấy rất là tuyệt vời nhá. Thì cuối video này anh không biết nói gì hơn, chỉ biết chúc cho gia đình nhà em, đặc biệt là chúc cho mẹ của em nhiều sức khỏe. Và điều cái đặc biệt xảy ra là anh trai của em sẽ quay trở về để đoàn tụ chăm sóc mẹ già. Dạ em cảm ơn anh ạ. Rồi thì em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã lắng nghe theo dõi hết video này. Và cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã luôn đồng hành quan tâm chung tay với anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để làm lên một cái chương trình tìm kiếm người thân ngày một tốt hơn và có kết quả đẹp hơn. Và thưa cô chú anh chị, nếu cô chú anh chị nào mà muốn tìm kiếm người thân hoặc là kết nối yêu thương, tìm bạn đời thì trực tiếp liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ hoàn toàn miễn phí nha cô chú anh chị nha. Thì cuối video này em một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn và em xin chào hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Em xin kính chào và hẹn gặp lại. Chào quý vị ạ.